Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một trong những cái câu hỏi mà được đặt ra rất là nhiều khi mà khách hàng của chúng tôi sang Việt Nam. Đó chính là chúng ta nên chọn phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp khi mà tính thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì khi mà so sánh hai phương pháp này thì tôi xin phép được tiếp cận trên một số cái tiêu thức như sau. Đó là giữa hai phương pháp này có sự khác nhau như thế nào trong quá trình tính thuế này. Đối tượng áp dụng từ phương pháp như thế nào, hóa đơn sử dụng và loại trừ thay sẽ sử dụng là gì. Ngoài ra thì có lẽ là lát nữa tôi sẽ nhấn mạnh cho chúng ta về thủ tục để chúng ta thực hiện xem là đăng ký phương pháp này như thế nào, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là như thế này. Một cách đơn giản nhất thì phương pháp khấu trừ đối với thuế giá trị gia tăng đó là phương pháp mà được tính căn cứ theo thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế đầu ra trừ đi thuế đầu vào và đáp ứng điều kiện được khấu trừ. Như vậy chúng ta muốn tính được thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, chúng ta cần phải tính được hai nghĩa vụ thuế này là thuế đầu ra và thuế đầu vào được khấu trừ. Và theo đó thuế đầu ra sẽ được căn cứ, đó là căn cứ theo do giá tính thuế và thuế xuất. Đấy. Thế còn đầu vào được khấu trừ thì nó cần phải đáp ứng một số những cái điều kiện nhất định, được chưa? Và đối với cái phương pháp khấu trừ ở Việt Nam ấy, thì cơ bản là cái thuế xuất đối với cái này thì nó rơi vào các cái trường hợp là có thể là không có thuế này, tôi gọi dùng từ là không có thuế. Ví dụ như là 0%, không chịu thuế, đúng không? Hoặc là trường hợp là gì nhỉ? Không kê khai nộp thuế, 5% và là 10%. Và chúng ta thấy là bản chất thì nó là cái việc mà chúng ta lấy đầu ra và chúng ta bù trừ với đầu vào, đúng không ạ? Thế còn đối với phương pháp trực tiếp thì nó có hai cái trường hợp là phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu và phương pháp tính trực tiếp căn cứ theo giá trị gia tăng. Tuy nhiên ở đây cái phương pháp trực tiếp mà thường gặp hơn thì tôi sẽ xin phép nhấn mạnh là phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, bởi vì cái phương pháp mà tính trực tiếp trên giá trị gia tăng ấy, nó chỉ áp dụng với lại một cái nhóm đối tượng kinh doanh đặc biệt, đó là kinh doanh vàng bạc và quý thôi. Thì phương pháp trực tiếp này chúng ta sẽ thấy rằng cơ bản của nó sẽ tính được bằng giá tính thuế, mà nếu chúng ta nhân với lại sản lượng nó chính là doanh thu để tính thuế đấy, đúng không? Và sẽ áp dụng với một cái tỷ lệ. Bên này thì người ta lại không dùng cụm từ là thuế xuất mà người ta lại dùng cụm từ là tỷ lệ. Và các cái tỷ lệ đối với phương pháp trực tiếp này thì cũng có các cái tỷ lệ, đó là không có thuế này, 1% này cho đến 5%. Thì chúng ta thấy rằng đây là các cái tỷ lệ khác nhau. Và như vậy thì cơ bản chúng ta thấy rằng có sự khác nhau đối với hai phương pháp này là nếu như phương pháp khấu trừ chúng ta phải có hai bước. Đầu ra chúng ta được trừ một phần đầu vào, đúng không? Hai bước đầu ra và đầu vào. Thì phương pháp trực tiếp chúng ta chỉ dùng hoàn toàn một bước thôi, đó là chúng ta lấy đầu ra, chúng ta nhân với một cái tỷ lệ nào đó. Và chính vì lý do như vậy nên chúng ta hiểu rằng cái tỷ lệ theo phương pháp trực tiếp bao giờ nó cũng thấp hơn tỷ lệ theo phương pháp khấu trừ này, đúng không ạ? Đấy. Thì đây là cái tư duy cơ bản nhé, về hai cái sắc thuế này. Vậy thì trường hợp nào thì sẽ được áp dụng phương pháp khấu trừ và trường hợp nào thì áp dụng phương pháp trực tiếp? Thì đối với phương pháp khấu trừ thì người ta sẽ yêu cầu là có hai điều kiện để áp dụng. Điều kiện thứ nhất là điều kiện về hóa đơn chứng từ. Điều kiện về hóa đơn chứng từ thì doanh nghiệp cần phải áp dụng chế độ kế toán hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật này. Đó. Và như vậy thì những cái đối tượng nào mà không có hóa đơn chứng từ thì hiển nhiên là chúng ta sẽ không được áp dụng phương pháp khấu trừ rồi. Điển hình ví dụ như là hộ kinh doanh. Ngày trước thì hộ kinh doanh được áp dụng cả phương pháp khấu trừ, nhưng mà từ năm 2014 thì người ta bỏ. Và tóm lại thì bây giờ thì gần như là nói chung là chỉ còn doanh nghiệp thôi. Đấy là được áp dụng phương pháp khấu trừ. Và cái điều kiện thứ hai của cái việc áp dụng phương pháp khấu trừ này, đúng không ạ? Đó là có doanh thu của 12 tháng, chúng ta có thể hiểu đơn giản này, hoặc là của 4 quý. 12 tháng là kéo dài, đúng không ạ? Kéo dài từ tháng 11 của năm trước cho đến hết tháng 10 của năm nay. Đấy. Hoặc 4 quý là từ quý 4 của năm trước cho đến quý 3 của năm nay. Đúng không ạ? Thì cái doanh thu này trên 1 tỷ. Thì cái doanh thu này là từ 1 tỷ đồng trở lên thì được áp dụng phương pháp khấu trừ. Hoặc là một cái trường hợp thứ hai, nếu mà doanh thu chưa đạt đến mức này thì tự nguyện cũng xin áp dụng phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên thì vẫn phải đáp ứng được cái điều kiện thứ nhất về hóa đơn chứng từ, được chưa? Thế còn lại thì chúng ta thấy rằng các cái trường hợp còn lại thì sẽ được áp dụng theo phương pháp trực tiếp. Đấy, chúng ta có thể cứu như này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng có một cái ràng buộc rất là cơ bản ở đây,
Nên nếu những trường hợp mà doanh thu của doanh nghiệp đúng không trên 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng trở lên thì hiển nhiên doanh nghiệp sẽ không được áp dụng phương pháp trực tiếp rồi. Đây là một cái điểm tôi nhấn mạnh nhé, và nó là một cái mà rất là nhiều doanh nghiệp sai. Và cái doanh thu ở trên từ 1 tỷ đồng trở lên này các bạn nhớ ạ, đây là doanh thu của đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhé, chứ không phải là tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đâu ạ. Cái này là một cái rất là dễ bị nhầm so với lại cái việc mà xác định doanh thu khi mà tính kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng, hoặc là xác định doanh thu để tính thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta nhớ tôi là cái doanh thu mà dùng để xác định 1 tỷ này, nó là doanh thu của đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ạ, được chưa? Và nếu như mà nó là từ 1 tỷ trở lên thì bắt buộc phải áp dụng phương pháp khấu trừ, đúng không? Đấy. Vậy thì với cái sự khác nhau như thế này, đúng không? Thì căn cứ vào từng trường hợp chúng ta sẽ cân nhắc xem chúng ta áp dụng phương pháp gì. Đấy. Ví dụ như một cái doanh nghiệp mới thành lập, hầu như là chỉ có hóa đơn đầu ra thôi, yếu tố đầu vào không có thuế giá trị gia tăng đầu vào để được khấu trừ ở đây. Vậy thì nếu như doanh thu của doanh nghiệp đó dưới 1 tỷ thì chúng ta có thể cân nhắc là áp dụng theo phương pháp trực tiếp, đúng không? Bởi vì tỷ lệ theo phương pháp trực tiếp rất là thấp, thấp hơn rất nhiều so với lại cái tỷ lệ của phương pháp khấu trừ mà, đúng không ạ? Đấy. Hay là ngược lại thì có những trường hợp chúng ta không thể áp dụng được phương pháp trực tiếp nữa rồi thì bắt buộc chúng ta phải chuyển sang phương pháp khấu trừ thôi. Đấy. Thì tùy từng trường hợp chúng ta sẽ cân nhắc, đúng không ạ? Và chính vì có sự khác nhau như thế này, thế nên hóa đơn của phương pháp khấu trừ thì nó sẽ cần phải sử dụng một loại hóa đơn đặc biệt để làm sao mà nó đảm bảo tính luân chuyển liên tục của thuế, lấy đầu ra với đầu vào nó được luân chuyển giữa các doanh nghiệp cùng áp dụng phương pháp khấu trừ với nhau. Và vì vậy thì hóa đơn này người ta dùng một cụm từ đó là hóa đơn giá trị gia tăng để nó mô tả về quá trình luân chuyển giá trị gia tăng và thuế giá trị gia tăng giữa các thành công. Thế còn đối với phương pháp trực tiếp thì hóa đơn được sử dụng đó là hóa đơn bán hàng. Trên hóa đơn trực tiếp thì hóa đơn bán hàng không thể hiện tiêu thức về thuế giá trị gia tăng, mà đơn giản nó chỉ thể hiện tiêu thức về giá tính thuế ở đây thôi, về doanh thu tính thuế thôi, được không ạ? Đấy. Thì nó có sự khác biệt về cái cách mà để chúng ta tính như này. Còn đối với tờ khai theo pháp khấu trừ thì chúng ta hiện nay vẫn dùng là tờ khai 01, 02 giá trị gia tăng. Còn phương pháp trực tiếp chúng ta dùng tờ khai 03 và 04 giá trị gia tăng. Đấy. Đây là một số những cái so sánh cơ bản chúng ta có thể hình dung. Thế còn nếu mà nói về thủ tục thì làm thế nào để áp dụng phương pháp khấu trừ với phương pháp trực tiếp? Thì ngày xưa thì thủ tục nó phải đăng ký cũng khá là lòng ngoằng. Thế nhưng bây giờ thì để đơn giản hóa đi, người ta rất là dễ rồi. Đó là người ta sẽ căn cứ theo tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đầu tiên mà doanh nghiệp gửi lên cho cơ quan thuế. Ví dụ doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp khấu trừ thì kỳ kê khai thuế đầu tiên doanh nghiệp nộp mẫu 01 và 02. Doanh nghiệp nộp theo pháp trực tiếp thì nộp tờ khai 03-04. Thì như vậy còn thuế tự động nhận diện được là doanh nghiệp đang có chủ động muốn áp dụng phương pháp nào khi tình thuế giá trị gia tăng. Và đây chúng ta lưu ý là cái chu kỳ để áp dụng phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, nếu như doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhé, thì nó sẽ được áp dụng là trong vòng một chu kỳ là bao nhiêu ạ? Chu kỳ ở đây sẽ là chu kỳ về 2 năm.